Rồi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình đi thi công sàn nhựa da gỗ nha. Thì đây là một cái vị trí, một cái mặt bằng. Thì gia chủ đang cần cải thiện lại nè. Đó, đây là một mặt bằng rất là xấu nè. Mặt men đã hết đi màu sắc nha. Thì bây giờ mình dùng sàn nhựa da gỗ như thế này. Mình cải thiện lại cái mặt bằng để cho nó đẹp hơn nha. Thì hãy hướng tới video nha mọi người, để có nhiều cái sàn nhựa da gỗ để mình tư vấn cho tất cả mọi người tận tình hơn nha. Bây giờ mình sẽ lên một cái chi tiết để hướng dẫn là thi công trên tấm Simbo nha mọi người. Đó, thì bây giờ đây là mặt bằng của tấm Simbo này. Thì bây giờ bắt đầu biến mình sẽ bắt đầu quay chi tiết tấm Simbo để cho mọi người nắm bắt ha. Thì mình cũng làm sạch bụi bặm rồi, bây giờ mình cũng sẽ dán sàn nhựa da gỗ lên nha. Đó, thì mọi người cứ hướng tới video của biến mình đăng lên nha mọi người, thì hãy để lại cho biến mình một like và một chia sẻ nha. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm tới kênh Biến Định. Thì đừng quên ủng hộ cho Biến Định là bạn nhấn sự đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi xin mời mọi người hướng tới video nha.